Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong chapter 112, trận chiến giữa những kẻ liều mạng vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. Không chỉ tạo ra nhiều hoài nghi về nỗi ám ảnh mang tên đứa con của Hỏa Long Vương, Doguera Magu còn xác nhận về sức mạnh thời đỉnh cao của Eleftheria. Luật Long không phải một lão già với sát long thuật bình thường, mà ông được đánh giá sánh ngang với các thần long. Một trận chiến sòng phẳng đã diễn ra, chiến thắng thuộc về kẻ thách thức với cái giá là trái tim và năng lực của sự thông thái. Nhờ vào hành động níu kéo danh dự, Doguera Magu đã có cơ hội sống lần thứ hai. Hắn tận dụng nó và tạo ra mê cung khổng lồ. Quỷ thần long sau khi phân tích bất lợi đã có được sự đồng tình của mọi người. Tuy cổng dịch chuyển vẫn được mở đều đều, nhưng với biểu hiện cùng những câu nói đầy ẩn ý, số phận của chị Nguyệt vẫn là dấu hỏi lớn. Trong khi những người khác phá hủy viên đá một cách dễ dàng, Gray chạm mặt một kẻ vô danh. Tuy chưa biết hắn có kế hoạch gì, nhưng một điều chắc chắn, Gray sẽ phải chiến đấu nếu muốn giành viên đá. Hôm nay, mời các bạn cùng mình tìm hiểu chương 113 với tựa đề Ban hội giả kim. Mở đầu chapter là hình ảnh Gray và tên vô danh chém gió với nhau. Cũng từ đây một số điều thú vị được tiết lộ. Diabolos là hội pháp sư số 1 tại lục địa Guitina. Nó giống với những gì mà Eleftheria từng nói. Tuy nội bộ có phần hắc ám, tập trung tại thành phần bất hảo, nhưng tính ra họ chưa làm điều gì phạm pháp. Tuy không còn nằm trong giao kèo nhiệm vụ trăm năm, nhưng chính cách diệt rồng mà họ vẫn thực hiện là chính là việc tốt đối với người dân trên khắp cõi Guitina. Có thể nói, Diabolos chính là niềm tự hào của lục địa này khi họ không chỉ tiêu diệt lũ rồng chạy trốn từ những lục địa khác mà còn là chốt chặn vững chắc, ngăn các thế lực nhâm nhe xâm lược. Có lẽ vì nhiều điểm tương đồng từ vị thế cho tới sức ảnh hưởng, cộng thêm mục tiêu cuối cùng là ngũ thần long, hai bên đã có nhiều pha trao đổi chiêu thức ngay từ lần gặp đầu tiên. Cũng vì hiềm khích tương đối khó giải quyết bằng lời nói đã dẫn tới nhiều chuyện mà đến người trong cuộc cũng phải bó tay. Giống với lục địa Itga, hội pháp sư không phải là hình thức công việc duy nhất mà còn nhiều ban hội khác. Có thể trong số những hội pháp sư, Diabolos là số 1, nhưng trong những lĩnh vực khác sẽ luôn có những ứng cử viên khác đứng đầu. Thanh niên mà Gray nói chuyện nãy giờ có tên là Sai, hắn thuộc Gold Out, ban hội số 1 về giả kim thuật. Gray không biết chi tiết về thứ khái niệm lạ lẫm này, anh cho rằng giả kim thuật cũng giống như ma thuật. Tuy nhiên, nhận định của anh chưa có lời xác nhận vì cái tên Sai không muốn giải thích. Theo những gì mình tìm hiểu được, giả kim thuật còn được gọi thuật ngữ ít phổ biến hơn là luyện kim thuật, là một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp châu Âu, Ai Cập và châu Á. Mục đích của giả kim thuật là để làm sạch, trưởng thành và hoàn thiện một số đối tượng. Mục tiêu mà giả kim thuật nhắm tới là chuyển đổi các kim loại cơ bản, rẻ tiền, ví dụ như chì, thành các kim loại quý hiếm, điển hình như vàng, tạo ra thuốc trường sinh bất tử, một loại thuốc có thể chữa bất kỳ loại bệnh nào, và sự phát triển của Alkahed, một chất dung môi hòa tan mọi thứ. Giả kim thuật là tiền thân của hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học kỹ thuật thời cổ cũng như đời sống của loài người. Tuy nhiên, thuật giả kim không chỉ là khoa học mà nó còn mang hơi hướng tâm linh, chẳng hạn như ma thuật. Thời ban đầu, các nhà giả kim luôn tìm kiếm một loại vật chất huyền thoại được biết đến với cái tên hòn đá của chiếc gia hoặc hòn đá phù thủy. Họ tin rằng hòn đá phù thủy sở hữu nhiều loại thuộc tính có giá trị như sức mạnh chữa lành vết thương, kéo dài tuổi thọ, biến đổi kim loại cơ bản thành kim loại quý hiếm như vàng. Hòn đá phù thủy không phải một loại đá theo nghĩa đen mà thay vào đó có thể là một loại sáp, chất lỏng hoặc bột có sức mạnh ma thuật. Cũng vì nghiên cứu những thứ thuộc về lĩnh vực siêu nhiên, các nhà giả kim còn bị gọi là những phù thủy hay các pháp sư. Quay trở lại với diễn biến câu chuyện, mặt cho Gray cố giải thích các thứ mà thanh niên Sai đang cầm là một phần của con rồng, kẻ đã tạo ra mê cung vô tận. Hắn vẫn tỏ ra không quan tâm, vẫn cho rằng đây là một báu vật, thứ sẽ trở thành vật liệu giả kim giúp ban hội cứu vàng thêm phần lớn mạnh. Nhận thấy hai bên không cùng quan điểm, độ lì lợm mới lên tới đỉnh điểm, ngôn từ trở nên bất lực, cũng là lúc bạo lực lên ngôi. Gray không còn cách nào khác, buộc phải dùng tới sức mạnh để chấn áp hoặc trong lúc giao chiến phá hủy viên đá. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như Gray vẫn nghĩ. Đối thủ là một kẻ xa lạ, năng lực của hắn thuộc trường phái bí ẩn, chủ động giao chiến có lẽ không phải cách hay. Những kẻ có khả năng gần giống với ma thuật tại Elenti đã ít nhiều gây khó khăn cho chính anh. Phải mất tới lần thứ hai khi đã hiểu rõ năng lực của địch, anh mới giành chiến thắng. Một tên nhìn có vẻ ất ơ, nhưng lại dám tiến vào cái nơi mà biết bao người từng một đi không trở lại, chứng tỏ hắn cũng không phải dạng vừa. Chưa kể, hắn ta cũng hiểu đôi chút về ma thuật, do hắn biết điểm khác nhau giữa hai loại sức mạnh và lục địa này cũng có hội pháp sư. Trong khi đó, Gray chẳng biết một tí gì về cái tên mặt xăm chỗ này. Tuy chỉ là một chút bất lợi vì Gray là pháp sư linh hoạt, chỉ cần giao tranh đôi ba chiêu là nắm bắt được thế trận. Nhưng trong một trận chiến, ưu thế nhỏ đôi lúc cũng quyết định cục diện, đôi khi là cả tính mạng của người trong cuộc. Bỏ qua lời đe dọa, Gray vận dụng băng tạo tấn công đối thủ trước, thăm dò năng lực. Như một nhẫn giả đến từ làng lá, Sai kết ấn, nhưng thay vì thực thể hóa tranh vẽ hay tạo một cái thứ gì đó phản hoặc đỡ đòn, kỹ thuật này là nhắm tới thẳng Gray.
Ngay lúc này, anh đang trong nhân dạng em gái mưa và chỉ cần một vài động tác sờ mó, anh nhận ra người ấy là ai. Cũng vì Juvia không biết sử dụng băng tạo, trí thức anh đang sử dụng nhanh chóng biến mất. Theo những gì Sai chia sẻ, hắn chuyển đổi sự ràng buộc giữa Gray với người phụ nữ mà anh yêu. Chính sự thay đổi này đã chuyển đổi cơ thể giữa cả hai. Hiện tại thì Gray là Juvia và ngược lại. Cũng vì sự chuyển đổi sang cơ thể khác, ma thuật sở trường không thể sử dụng và có thể coi như đã mất toàn bộ sức mạnh. Như vậy, thêm một lần nữa, chiến hạm Gruvia càng thêm vững chắc và nó cũng là bằng chứng không hề chối cãi về tình cảm màu hoàng tử băng dành cho em gái mưa. Kiểu này, Grazu trái đất sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Xem đến đây, chắc hẳn các con dân Nalu cũng muốn idol của mình rơi vào tình huống như này để ít nhất cũng biết công sức đẩy thuyền bao lâu nay đã có kết quả. Nhưng tin mình đi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu. Đặt trường hợp người dính kỹ thuật này là Lucy thì 96.69% cô sẽ biến thành Natsu, còn 3.31% còn lại sẽ là đầu lửa. Ngược lại là Natsu thì mình không chắc. Với những lần OOC không khéo cậu lại trở thành một cơ số nhân vật nữ, như cái lần Hakune tạo ra người phụ nữ sau khi ông tâm trí hay miễn nhiễm vì chẳng biết phải chuyển đổi thành ai. Lúc đấy chẳng cần phải ăn ớt cũng cay vãi cả lòng đèn ông sao. Nói chơi vậy thôi chứ làm quái gì có chuyện đó. Người phụ nữ có ảnh hưởng cho cuộc đời có thể có nhiều, vì đâu nhất thiết phải yêu thì mới in sâu vào trong tâm trí, nhất là với cá thể ngơ ngáo như Natsu. Nhưng người mà đầu lửa giành vị trí số 1 chắc chắn là người mà ai trong chúng ta cũng biết. Những thứ thuộc về tình cảm thì chẳng bao giờ biết nói dối hay có thể che đậy bằng cảm xúc khác. Nói tóm lại, thuyền này không chìm, anh em fan Nalu cứ yên tâm. Trở lại với diễn biến trận chiến, vẫn còn một kỹ thuật nữa ràng buộc đối phương với đối thủ của họ, nhưng chiêu thức này chẳng khác nào bóp ré khi kẻ địch sẽ biến thành một nhân vật mạnh ngang hoặc thậm chí là mạnh hơn chính họ. Trong trường hợp của Gray có lẽ là Natsu hoặc Leon, nếu trở thành Natsu sẽ khó khăn hơn vì phong cách chiến đấu cũng như ma thuật của cả hai quá khác biệt, còn trường hợp là Leon thì game lại dễ. Như đã nói, hiệu ứng từ kỹ thuật mà Sai sử dụng có tác dụng hai chiều. Juvia đang trong nhân dạng của Gray, không chỉ những người xung quanh mà đến chính bản thân cô cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Makarov, mọi người có thâm niên lâu năm trong giới giang hồ, cũng chỉ nghe tới giả kim thuật như một dạng lời nguyền. Điều này càng chứng tỏ giả kim thuật vẫn là điều gì đó rất bí ẩn và cực kỳ nguy hiểm, hứa hẹn tương lai sẽ là một trở ngại lớn cho hành trình trăm năm của nhóm Natsu. Như một thói quen khi chiến đấu, Gray sẽ cởi bỏ những thứ mà anh cho là bất tiện, thường sẽ là áo, vì cởi ở quần thì nó lại vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Bất chợt nhận ra thân thể này là của Juvia, khoe hàng trước mặt anh thì được, chứ còn trước mặt người khác là auto cấm. Chả bù cho cái lần hoán đổi thân xác với Lucy, cứ hở tí ra đòi lột đồ con nhà người ta. Nếu không phải chỉ tóc vàng ra sức ngăn cản, không chỉ người trong hội mà cả người xem cũng được không ít pha bổ mắt. Đúng là cái gì thuộc về mình thì giữ kỹ, còn của người khác thì coi như đồ chùa. Không thể mất thêm thời gian, lần này Sai là kẻ chủ động tấn công. Từ hư không, một sợi dây xích được tạo ra, hắn dùng nó để tấn công Gruvia. Là một ma đạo sĩ, đã từng trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ, sức mạnh thể chất đã được tu luyện hơn người, dám ba cái trò quay tay tự gì sánh vai. Người ta vẫn bảo, đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn. Tên này vẫn tưởng rằng cái trò hắn đổi này sẽ làm khó được mọi đối thủ. Nhưng hắn đâu ngờ người yêu của Gray cũng là một ma đạo sĩ. Hơn nữa, hắn còn không ngờ tới trường hợp, nhớ đâu, nữ pháp sư còn mạnh hơn kẻ địch ban đầu, hoặc kẻ đó cờ rết một nam pháp sư khác thì sao? Đã tên Sai còn làm những việc quá sai, một kẻ ngu dốt lại còn xem thường phụ nữ, sớm muộn cũng phải nhận trái đắng. Đây mới chỉ là cờ rết của Gray, chứ gặp Urza hay Mira, những người cùng lớn lên, sức mạnh cũng được anh hiểu rõ. Thanh niên này chắc chắn cái nịt cũng không còn. Không phải trong hội của hắn không có nổi một nữ trung hào kiệt, mà dường như hắn đã quên mất nhân vật này có tồn tại. Chỉ mới nhắc tới, hắn lập tức run rẩy, đổ mồ hôi, như thể ám ảnh trước một viễn cảnh nào đó, bởi một người được gọi là Signario. Nhìn biểu cảm như này khiến mình nhớ tới chính Gray hay Natsu mỗi khi ai đó nhắc tới hoặc hỏi về tính cách của nữ hoàng tiên Titania Urza. Chắc hẳn cô gái này phải đáng sợ lắm, có khi phải gây ra điều kinh hoàng ám ảnh tâm lý mới khiến Sai nổi cáu khi bị bắt phải nhớ lại. Đòn tấn công của hắn trở nhanh hơn một cách bất thường, né tránh lúc này đã là quá muộn. Tuy nhiên, thủy thuật đã biến đổi cơ thể Juvia sang dạng nước, mọi dạng sát thương vật lý đơn thuần đều trở nên vô tác dụng. Có thể xem đây là một dạng phòng thủ đặc biệt giúp người sử dụng né tránh ngay cả trong những lúc mất cảnh giác. Chủ sở hữu cũng có thể tùy ý kích hoạt, tác dụng cũng sẽ được nâng cấp do sử dụng chủ động. Tuy vậy, cơ thể nước không phải tuyệt đối và không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Những loại vũ khí ma thuật hay các loại dạng ma pháp đều có thể gây sát thương. Chủ thể bị mất nước hay hết ma lực cũng chịu kết quả tương tự. Trong những trận chiến mang tính chất sống còn, một chút sơ hở cũng đủ trả giá bằng cả mạng sống. Ma thuật này tuy không bất bại, nhưng nội tại cũng giúp người sử dụng sửa sai ít nhất là một lần. Tuy không thể sử dụng ma thuật sở trường, nhưng ngay lúc này, ngoài sức mạnh thể chất của một pháp sư từng trải qua nhiều trận chiến sống còn, thủy thuật vẫn là một con bài có thể sử dụng. Dù rằng sử dụng ma thuật của người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng, như cái lần hoán đổi thân xác, chính Urza cũng nhận định nếu không trở lại như cũ, họ sẽ là nhóm yếu nhất Fairy Tail.
Rất may, lần này Gray được chuyển đổi vào Juvia vì xét ra Juvia cũng biết sử dụng thủy tạo do từng có thời gian sống thử với Gray. Xét về khía cạnh nào đó, ma thuật của em gái mưa tương đồng với băng tạo. Thay vì tạo vật băng thì sẽ thay bằng tạo vật nước. Với kinh nghiệm chiến đấu bao lâu nay cùng Juvia, hoàng tử băng chắc chắn sẽ tìm ra cách để phối hợp sở trường tạo vật của bản thân với thủy thuật từ Crush. Một cách chiến đấu theo tình huống và chỉ tồn tại nhất thời, nhưng biết đâu nó sẽ mang lại hiệu quả. Sau khi xem xong chap 113, thay vì được giải đáp những câu hỏi từ trước, mình lại có thêm một vài dấu hỏi nữa. Chẳng hạn như bây giờ nên gọi người đang chiến đấu là Gray hay Juvia, khi chiến thắng nên xem màn trình diễn này là của ai hay của cả hai. Giả sử Natsu và Lucy hoán đổi cho nhau thì đầu lửa sẽ chiến đấu như thế nào, trong khi thế mạnh của cậu là cận chiến, người còn lại là thiên biến vạn hóa. Giả kim thuật trong Fairy Tail có phải một nhánh khác của ma thuật như linh thuật ở ANT hay không, vì giữa chúng tồn tại khá nhiều điểm tương đồng. Ngoài hội cứu vàng ra, còn ban hội thuộc thể loại siêu nhiên nào nữa sẽ xuất hiện và đem tới những kiến thức hay ho thú vị hay không? Tất nhiên câu hỏi cũng chỉ mang tính chất cá nhân, tác giả có trả lời hay không phải chờ đợi trong những chapter sau. Vừa rồi là những phân tích và bình luận của mình về chương 113. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên nếu thấy hay, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và subscribe. Đồng thời nhấn vào cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.